Tôi yêu Huế. Ở bên tay phải theo hướng chúng ta di chuyển là cầu Trường Tiền Huế các bạn. Cầu Trường Tiền là ô tô vẫn đi được đúng không anh? Nhưng không phải là đi bộ. À, cấm theo giờ. Đây, cầu Trường Tiền Huế đây các bạn. Đang đi vào Đại Nội Huế này các bạn. Quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở Hồ Tịnh Tâm thuộc thành phố Huế. Thì theo như lời kể, nơi đây ngày xưa là của vua vào để uống trà, và nó có ba cái bán đảo. Ở phía bên trái là một bán đảo, bên phải một bán đảo, và phía bên trái đó, Tuấn Dương thấy họ đang dựng một cái cây cầu bằng tre, nhìn thì giống như kiểu cầu Trường Tiền nhưng mà không phải cầu Trường Tiền. Và cái lối vào là cái hàng những cái cây trúc họ đã mới trồng lại để phục vụ cho festival 2020. Có một con cá lóc rồi kìa. À, vừa mới rô cái là vô cá luôn này. Nay mới rô cái là bắt đầu có được con cá lóc luôn rồi các bạn này. Đó. Hôm nay đổ anh. Vừa chạy xe vào cái câu được liền. Hên xui rồi đó. À, nay hên nhiều hơn xui rồi. Hên nhiều hơn xui. Dạ. Đó, mới đã có một chú cá lóc rồi. Bắt rất là nghệ nhá. Rồi. Ngay được mấy con rồi anh. Hên xui rồi đó, khi được hai bắt có kiến con nào em. Xong lại bỏ một em nhái ra. Dạ, mua nhái. Nhái này phải mua rồi anh. Vâng, mua. Đây, ta coi. Và coi móc nhái ra sao nhé. Wow, lại nhìn như con nhái đang bơi luôn nhé. Đó, nhái còn sống luôn thì cá nó còn nhảy tanh tách luôn. Đây, chúng ta sẽ theo chân anh. Bên này có vẻ cá nhiều hơn này, gần bèo nó ra, nó cá đến ăn cá con. Sáng là cá con là ngon ạ. Bên kia là bèo.
cầu văng rất xa, sau đó kéo rô. Thì những cái con cá lóc là cái loại cá ăn thịt ấy, nó sẽ thấy con nhái đang bơi là nó sẽ tập con nhái luôn, nó lao phóng theo để nó ăn thịt con nhái. Đây, ở đây các xe rác thì họ đi bằng cái xe xích lô, không phải xích lô mà dạng như xích lô ở đường, cũng đúng là xích lô luôn, đạp vào cái xe đằng trước, nó giống như xích lô các bạn, đạp đi chứ không phải là đẩy, cũng rất hay. Ở đây là đường góc đường Tô Ngọc Vân cắt với đường Lê Văn Hưu. Tô Ngọc Vân không biết tên là ai á, là con trai hay con gái. Chào cô bác anh chị, đây là một cái bảng hiệu công trình No Pas de Colère Pháp tài trợ. Cái bảng này khá là cũ kỹ rồi. Và đây thì chúng ta đang có mắt ở góc đường Tịnh Tâm cắt với đường Đinh Tiên Hoàng các bạn ạ. Đường Tịnh Tâm cắt với đường Đinh Tiên Hoàng. Vậy đi lối nào em nhỉ? Đi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ một vòng đi chơi một vòng hồ Tịnh Tâm này. Giới thiệu với các bạn là đây là bạn Tường, một cậu em của mình. Cậu có một cái quán ở quán mì Quảng ở 121 Đinh Tiên Hoàng. Và buổi sáng thì mấy anh em khi tới đây thì đã dùng món mì cũng rất ngon. Thì em có dẫn đi coi cái hồ Tịnh Tâm. Em ơi, hồ này là họ trồng sen à? Hồ này được là vua trồng sen để mà ra uống trà, ví dụ như mấy cái chỗ lo. Như họ nói là để mà vô vua sẵn ra đầu trà, thưởng thức trà rồi đó. Thấy có ba gọi là ba cái đảo mà em cũng quên tên rồi. Là trước là cái hồ này để vua buổi sáng là ngồi uống trà, thưởng thức trà ở đây. Hồi trước là toàn sen, giờ nổi tiếng là sen Tịnh Tâm. Đó, anh thấy gì có sen không? Đúng rồi, sen nhìn đẹp quá. Thì vừa nãy họ đang khai thác lại, hồi trước là nó bị hoang sơ nên gọi là chưa đưa vào du lịch. Đây là như là chắc cái tâm tìm, sen đấy. Cái tim sen này các bạn ơi. Đó, tim sen. Và mình còn thấy có quả bàng rụng nữa này, quả bàng là trái bàng chín rụng này. Chuẩn bị sắp tới là đón festival 2020 đây này. Hot Festival 2020. Dạ. Nên đang làm cái đường dọc có trồng tre kia. Đó. Làm mới làm đúng không? Thì được mà chưa làm ra đường nó xấu lắm. Được chưa làm khúc này xấu lắm, nhìn với lại chẳng còn tháng được khoảng không với cải tạo lại. Vậy là chuẩn bị đón festival vào khoảng tháng mấy em nhỉ? Khoảng tháng 8 sẽ đón festival 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 hay 6 28 tháng 8 đến khoảng mùng 2 tháng 9. Là bây giờ họ đang làm cái con đường để đi rô này. Thì thôi, sẵn tiện thì chúng ta sẽ đi khám phá cái hồ sen này, hồ Tịnh Tâm, xem là rô đây tâm có tịnh hay không. Ở đây thấy họ phơi cái tim sen rất nhiều nhé. Tim sen họ phơi ngay trước cửa nhà rồi bán hạt sen này, tim sen. Lấy cái bơ bắt đầu cải tạo lại nữa. Chắc là họ sẽ kè hết đi nhỉ? Dạ. Kè tre. Đây như theo hồi kiến trúc á, là họ nói trong sen thì là ăn hợp. Tại vì đây là hồ sen, ví dụ sau này mà tre nó mọc lên nhiều á, là nó sẽ lấn ra dưới này này, là ảnh hưởng đến cái sen. Mà dự kiến tới đây là trồng tạm thôi. Sau này sẽ trồng cây khác mà phù hợp với cái hồ á. Là giống như cây liễu. Liễu mà trồng cây liễu. Dạ, cây liễu. Ở đây cái món đặc sản ở đây là sen các bạn, nên là thấy các cô bán sen, đài sen này, sen thông tim sen luôn, nổi tiếng sen Tịnh Tâm. Nổi tiếng sen Tịnh Tâm. Ủa em ấy, còn đây vào là trường đại học gì ta? Đại học Nghệ thuật Huế.
cái bảng nhìn một cách điệu á. Đây các bạn ơi, nhìn cái bảng do trường Đại học Huế này. Cái bảng này họ làm bằng cái, mấy cái dây, nhìn cũng rất là thơ mộng nhé. Đây là lối đi dô. Họ trồng những cái bụi tre này. Rồi hai bên thì mình cũng thấy là họ kè bằng tre các bạn ạ. Trồng cỏ hai bên. Vậy cái đường này có từ trước chưa em? Đường này có từ trước nhưng mà vỉa hè là hồi trước, ví dụ như ngang này thôi này. À, vỉa hè chỉ tới đây. Là làm cái kè, ví dụ như ngang cái cột đen nó lúi thôi. Nhưng giờ làm cái kè rộng ra nữa đấy. Khoảng thêm mét nữa, làm khoảng thêm mét nữa. Kè tục tre anh thấy không? Đây 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 các bạn, họ mới kè các cái gốc tre vô và lấn rộng nó ra. Dạ, một chút. Nhìn cảnh quan nó đẹp đấy. Đây này thấy có vẻ là mưa nó bắt đầu nó sạt xuống rồi. Dạ, mới làm đấy. Do mới làm và trồng, họ trồng thêm các cái bụi tre nha các bạn. Cô này bán gì đấy ta? Bắp không. Bắp không. Nếu mà theo lên Google mà đọc là hồ trước đây là một chỗ khá là đẹp á. Dạ. Nhưng mà họ nói là đang muốn cải tạo lại nhưng mà đầu tư tiền khá là lớn. Đầu tư tiền lớn. Kinh phí khá lớn. Anh thấy một đảo, hai đảo. Họ nói là có ba đảo đó. Có ba đảo. Dạ. Đây những cái phía bên này là sen đã thành những cái đài sen rồi. Bắt đầu bên này là nó sắp tàn đây. Sắp tàn đấy các bạn. Họ làm cái cầu cũng bằng tre. Bên hông này là bằng tre. Đây cầu này thì họ chưa cho đi dô các bạn. Bên đây này họ đang còn làm mà chắc là chừng 1-2 tháng nữa sẽ rất đẹp các bạn. Do đang họ làm lại. Đang làm lại nên là họ chưa có cho chúng ta dô. Đây, mình thấy bên đây họ kết các cái dây điện này. Đó, toàn bộ bằng tre hết nè. Dây cước, cước. Dây cước, ồ, chắc quá nhở. Này. Chắc. Chắc quá chắc luôn các bạn ơi. Cực kỳ chắc luôn. Đấy là, cái này họ đóng cái mộng này vào này, rồi ghim vào, nhìn rất chắc nha các bạn. Đó. Đây, đây cái bên cầu này thì cầu bê tông nên là chúng ta có thể dô được lối bên này. Đây mình còn thấy họ như là họ câu cá gì. Kia thả lưới. Thả lưới. Hồi trước đây là bèo tây nhiều lắm á, mà mới làm lại. Vậy là họ vớt bèo tây đi hết. Đúng rồi. Đây các bạn này, những cái bông hoa sen nhìn màu sắc rất là sặc sỡ trong nắng. Cái này ở ngoài Hà Nội còn có cái khu Hồ Tây em. Cũng dạ, có sen mà rồi. Sen đấy họ chăm sóc cũng tốt lắm. Dạ. Nó họ cho vào chụp hình. Cái này là gần công viên nước Hồ Tây. Đúng rồi. Ê, tường là cũng đi ra ngoài đấy nhiều rồi đúng không? Dạ, hồi trước em ở đó 3 năm. Ủa, ngày đó làm gì ở đấy? Hồi trước em đi học với lại đi làm. Đi học thôi, đi học liền không ở đại học á. Ra ngoài đại học. Trước học trường gì đó? Đại học Điện lực. Đại học Điện lực. Dạ. Xong cũng có đi làm ở trường học á. Đâm môn thả lại. Đây họ nuôi gà này các bạn. Đây chúng ta sẽ đi thử lên đây nhé các bạn. Ồ, họ treo các cái chai này, họ sơn màu nhìn đẹp á. Nhìn giống như cây. Anh biết cái này để làm gì không? Cái này được là cái phao à? Hay là gì ta? Nó là cái phao. Ừ.
thằng sệt anh có anh kia thấy bèo tí không? Thằng sẽ vâng vây vây lại không cho thằng ra ngoài cửa hồ mà cho ở trong sạc bờ thôi. Chỗ này hồi trước là giống như một cái nhà rương á, là bằng gỗ á. Ồ, mà bây giờ gỗ ở đâu ta? Giống như lâu quá nó hư là một, chiến tranh là hai. Thời vua thì trước chiến thời Pháp qua nữa. Vậy đây giống như là một cái nhà rương bát giác. Một này. Một, hai. Hai. Một, hai, ba. Hai, ba, bốn, đúng rồi, bát giác. Bát giác. Một cái nhà bát giác các bạn, nhưng mà bây giờ này, dấu tích ở đây thì chỉ còn thấy những cái chân cột bằng đá thôi. Chân cột bằng đá thôi, còn cái phần gỗ thì chắc là lâu năm nó mục nát rồi. Không biết rồi chừng nào họ sẽ phục dựng lại. Xung quanh là bãi cỏ, rồi những cái phiến đá. Đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới này chút xíu nữa. Đây, đường lối đi này, họ lát gạch này các bạn này. Vậy đi hết tới kia là trường đại học kia ấy, đúng dạ. Không? Trường đại học. Trong đó có một trường đại học mỹ thuật. Đại học mỹ thuật. Đây là cái con đường mà tre chúng ta đi thì các bạn có thể nhìn ở bên hông này. Cỏ cây các thứ họ cũng đang cắt tỉa. Đây những người câu cá. Đây là câu cá lóc, cá quả đây. Chào anh ấy đây câu cá lóc à anh? Cá quả? Câu cá lóc. Dạ. Anh câu bằng con nhái. Có bìm bịp kêu. Đây, câu cá lóc này các bạn này. Nếu như mà cái này mà cứ gặp tổ rồng rồng ấy là nó... Bên họ đang vớt bèo đi, từ từ đấy. Họ vớt bèo đi. Hồi trước ở đây bèo tây nhiều lắm. Vớt bèo tây cũng mệt lắm đấy. Đấy, bây giờ cả đống bèo tây khô trên bờ đấy. Kia kìa, trên bờ các bạn kìa. Họ vớt bèo tây để trả lại cái cảnh quan cho cái hồ này. Anh câu. Ngày xưa bọn anh, em biết oánh ba tiêu không? Ba tiêu cũng làm giống như này này. Quăng mà cá lúc đấy cá các cái cá mà nó ăn nổi nhiều, cá mè cá rô phi là được nhiều, cá chấm thì ít anh mắc. Câu ở đâu anh? Ao trước nhà cũng có thầu mấy cái ao. Rồi chúng ta đi lên đấy, đấy là cái kiểu các bác cái câu cá ngày xưa, mà bây giờ ở thành phố thì rất ít gặp cái kiểu câu cá lóc như thế. Đây, khuôn viên này họ cũng đang dọn dẹp, cỏ thì họ cắt tỉa lại các bạn. Có thể trong thời gian tới rất đẹp. Ở bên đây cây khế phải không ta? Cây khế á. Cây khế này các bạn ơi. Đây còn một cái chỗ này nhỏ nhỏ, không biết gọi là cái lăng mộ hay cái gì. Hoa khế màu tím. Khế này chín vàng luôn này các bạn. Ăn một quả trả cục vàng. May túi ba gang mang đi mà đựng. Đây là tương ứng với một cục vàng này. Đây vàng nữa này các bạn này. Không biết khế này ngọt hay chua ta. Đây những cái trái khế này các bạn ơi. Nó chín, nó rụng, nó rớt xuống đất này. Mùi rất thơm nhá. Chú ong. Đây là một chùm khế nữa này.
Đây mình sẽ đi ra đây. Ở đây này không biết có rắn không ta? Em nghĩ là có đấy. Có đấy. Cỏ rậm rạp này nhiều rắn đấy. Đây các bạn ơi, những cái chùm khế này. Cỏ này mọc rất là rậm rạp. Đây mình sẽ đi. Này các bạn ơi, đó, từng chùm khế, khế chín vàng ươm. Wow, vừa sờ đến là nó đã rớt ra rồi các bạn này. Nếu mà không hái thì nó cũng rụng luôn. Nhiều người nói ở bên Mỹ hình như là khế này rất là mắc tiền. Không biết có đúng không. Bên kia bảo mấy đô một trái này đấy tưởng. Em nghe nói 5 đô. 5 đô. 5 đô. 2 đô, 5 đô chứ đó. Ừ. Bà em nói nhà em có cái trong cái khế này đem qua Mỹ với bà. À. Nè các bạn này. Đấy. Những trái này vừa sờ vào là nó rụng luôn. Ở Mỹ thì đô đi. Ừ. Nhưng mình muốn em qua được thì khó. Ừ, trái cây phải có tiêu chuẩn. Dạ. Đó, ở đây các bạn nhìn này. Khế, những cái trái chín vàng nó rụng rất nhiều nhé. Đây này. Và nó cứ chín cũng không có ai hái cả. Ở đây Hồ Tịnh Tâm. Dạ. Hồ Tịnh Tâm. Nghe tên là Thánh. À. Chỗ này mà cải tạo lại cái khuôn không gian là rất đẹp. Đây chắc các đội cắm trại đây ta. Còn đây chắc dọn dẹp xong họ đốt. À dọn dẹp đốt các cái củi lửa đi. Ta đi xuống dưới các bạn, lối đi ra ngoài. Đây xung quanh thì mình còn phát hiện thấy nhiều người họ câu cá này. Ồ, sen màu hồng cánh sen rất đẹp. Cái đường đấy còn đi đến đâu nữa em? Em cũng chưa. Chưa đi vào đây giờ. Ra đây lần đầu tiên vào đây luôn. À. Toàn đi ngang qua vậy thôi. Toàn đi ngang qua. Giống như là mình cũng bảo ở Hà Nội nhiều điểm mình cứ ngày nào cũng đi ngang mà chẳng bao giờ vào. Dạ. Không lắm á. Ờ. Như lúc mày đi tiếp thầy này có đâu cũng vậy. Ừ. Đó thì quý vị nào mà có biết cái thông tin về Hồ Tịnh Tâm này thì hãy comment giúp Tuấn Dương nhé. Ngày xưa ai từng sinh sống ở khu vực này thì quý vị cũng có thể xem lại những cái hình ảnh về Hồ Tịnh Tâm. Ở đây chắc phải năm đi Pháp nhiều. Đi Pháp à? À. Vua toàn theo Pháp ấy. Ừ đúng rồi. Vua Khải Định là ngày xưa theo Pháp á. Vua Bảo Đại đấy. Vua Bảo Đại. Vua Pháp. À. Có khi là bà con bên Pháp thì sẽ lại Việt kiều Pháp sẽ nhiều hơn. À, cái hàng tre này Tuấn Dương thấy là họ cũng mới trồng, chắc là ít bữa nữa thì nó sẽ xanh tốt trở lại. Rồi mình tạm dừng cái video clip này tại đây nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Tuấn Dương. À, khám phá về thành phố Huế. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh của bùn. Các bạn nhìn thấy nguyên một cái đầm sen rất rộng. À, phía bên tay phải theo